Em để đó giờ luôn, em có nặng không? Để đó giờ luôn vậy. Để mới chị nhắc ghế nặng đều nha, nhắc nó hết á. Bạn nãy nằm nằm sát bên em là bạn mới về là gấp 10 lần em luôn á. Mà đi đều giờ đảo dữ lắm rồi. Lần đầu nặng nó hơi đau nhiều nha em. Nặng từ từ quen nó đỡ.